Bữa nay cái món này là chắc ăn hết nồi cơm. Chú Quý chỉ nấu nhiều nhiều bác. Món này món luộc của Quý à? Dạ. 2, 4, 6, 8. Một chục trứng mà 4 người. À, con ăn không nhiều đâu, con ăn 4 trứng còn nhiêu rồi ba người chia số còn lại. Chao này chao gì bác? Chị Quý chỉ có bí quyết cái chao gì nó ăn ngon lắm. Không mà chao này chao tân hơn, dinh dũ rồi cũng được, nhưng mà mình xào mà là cũ rồi. Dạ. Chao là để càng lâu ăn càng ngon hay sao bác? Tại vì con nghe nói hả, ai mà ăn chao không ngon cái nói chao này chao mới. Ờ à, đúng rồi, chao mới dạ. Ngon nó bị còn cay với còn cái này nó cũng tựa tựa như mắm ha chị Tu. Cứ càng lâu là nó càng ngon. Đó, bị dí như mắm với chao vậy là cứ vui đi, vậy đi. Không phải là con nào cũng đẻ vịt xanh đâu, có đống vịt mới có vịt xanh. Không như nó hồng vịt xanh là vịt tươi. Nè quý vị, hồi nào giờ tôi tưởng hồng vịt xanh là hồng vịt thúi, ai vậy không phải. Hồng vịt xanh là hồng vịt quý nghe. Bác mới nói, đây, trứng này nó xanh hơn các két trứng khác nè. Thấy xanh xanh tưởng để lâu, nó đẻ lâu để thúi. Trời ơi, hèn chi vịt ngoài bờ con nó đẻ trứng xanh xanh con bỏ hết trơn hết trời cái gì. Phải không? Thiệt à? À. Dạ, con tưởng nó thúi. Bỏ không dám vừa phải không? Trời ơi, thúi ơi, lụm chi. Trời ơi. Vịt xiêm con á. Trời ơi, vậy mà. Vậy mà nuôi vịt hả? Ba con nuôi. Ba con không nuôi đàn ông chi kiển. Mà mấy nay mẹ con kêu bán hết rồi. Ăn tốn thức ăn, ăn tốn cám của mẹ quá, mẹ kêu người ta bán rồi. Ờ, vịt xiêm là ăn nhiều nhất á. Dạ. Còn đâu có mấy con gì để loại cà lông nhông á. Vịt nghe nói vịt nó ăn á, nó sắp đã đứng nó lắc 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 cái nó quất nữa vậy đó. Trời ơi đó, nuôi gà chị nó ăn biết bao nhiêu thức ăn của em nói. Dạ. Đó. Ổng cứ nuôi vịt xiêm là hao nhất á. Dạ đúng rồi. Trời ơi nó lẻ lẻ ngồi cho hết trơn à. Bởi vì mấy người ta nuôi vịt xiêm bán người ta sắc cứ cay á Tú. Chứ không nói không nghe vịt ha, rẻ là đứt bờ luôn. Lấy xà bông rửa rau nha mẹ. Nó tệ hơn giờ đậu là vậy. Bắt cho cơm hả? Ý có luộc rau lấy nước nào không quý? Nước nước mùng tên đó má. Mình luộc mình, à. Luộc mình có lấy cái nước mình ăn luôn bác. Không. Dạ. Không. Mỗi miền mỗi khác, miền ngoài người ta luộc có lấy nước ăn luôn. Đây. Bây giờ chuẩn bị luộc rau, luộc trứng. Luộc rau bỏ muối lần cho nó rau nó xanh. Nó xanh nó đẹp hả bác? Ờ chứ. Vịt thì bỏ muối lần cho nó tóc. Vậy hả bác? Cho luộc nó tóc. Dạ. Hộp vịt mới á, mình bỏ muối vậy là luộc nó tóc không? Cũng tóc nhưng mà tóc nó không đẹp phải không? Không đẹp. À. Dạ. Hộp vịt mới mà luộc là lột trần ngay luôn á. Bỏ muối nó đỡ hơn. Dạ. Cái này hén mà mình kho tàu ăn cũng ngon lắm bác. Đúng rồi. Nhức nách luôn. Ăn kho tàu là dễ bị sình bụng lắm. Đó là những người mà ăn nhiều á. Ăn ngon quá, ăn nhiều là sình bụng à. Còn luộc mà mua vậy bỏ muối vô cái rau nó xanh nó không có đen. Dạ. Nó cũng là bí quyết luôn. Dạ, bí quyết gia truyền. Ừ. Đấy, chết rồi. Tiếp theo làm gì chị Quý? Đó là quý vị biết lý do tại sao tôi hay ăn món này thường xuyên. Tại vì chị Quý hay làm và tôi hay ăn chực. Dạ. Đó. Đầu bếp khéo tay. Bầm nhuyễn luôn hả chị? Nhuyễn cũng như là mình lấy. Cái như két hả? Còn lại trong gia đình những cái được ha. Cứ đậu biết. Má đường á sao mình nay nó làm gì nữa đó. Làm lậu. Cái đồ đào nó dọn. Ừ, cho bà nội đi hỏi cũng đào dọn rồi. Mình xác lậu rồi đâu sợ nữa. Với nó đào rồi.
nó nói vậy cái mùa này tăng sao nó mới làm. Trời ơi sao không tắt, trời ơi. Còn gì làm lộ nữa hả? Đủ rồi, trông ngon rồi đó. Ừ, này tôi biết luôn thầy. Ta siêu rồi biết mà. Ai nói vậy? Ai nói với tôi nghe? Má nói. Má nói. Người nói chính xác nhất là má. Khỏi cãi nha chị ta. Như vậy đủ không ta? Đúng rồi, cho nổi rồi cho ấy. Cho củ. Ừ. Đại nhiều nhiều á chị. Ta không biết. Ăn cho nó ngon. Đó, chao đó mình quậy, mình bỏ tỏi với gì nữa? Tỏi ớt với gì nữa chị? Cái này đâu bỏ tỏi ớt đâu. Ủa? Thì chứ bỏ giờ gì? Giờ bỏ gì? Bột ngọt với đường thôi. Cái này, cái này là nước tương nè. Đó, quý vị bỏ cái gì thì quý vị hãy nói nghe. Chứ để người ta nhìn. Quý vị comment. Nhân đầu bếp chính thì lên trển nằm đưa giỏng toàn ten hay gì không xuống đây khuấy động không khí gì trên. Đi về coi người ta làm gì. Đặt ống nước hay là làm đường. Cái chao đó là bỏ miếng đường, miếng bột ngọt hả? Ừ. Chao này mặn không ta? Mặn mẹ. Ừ. Cái chao đó cũng ngon. Chao này ngon. Nhưng mà gió thì ăn chao dinh dũ. Chao này chao gì? Chao này chao Thiên Nga. Thôi em thấy là chao hả tôi... hương. Nhưng mà cái hình cái logo con Thiên Nga. Thiên Nga. Đó nhưng cái gì chứ em thấy cái con Thiên Nga là nó ngon rồi đó. Thiên Nga là nó ngon rồi đúng dạ. Rồi. Chứ Thiên Vũ hay Thiên gì cũng không ngon bằng Thiên Nga đâu. Thiên Nga là nó đẹp rồi, con Vũ nó xuống mẹ hết còn cái gì đâu mà ngon. Đậu tại này cao có xuất khẩu. Cho xuất khẩu hả? Đây. Tại ô, sao lại kêu bằng cho con Thiên Nga? Tại vì đây có cái hình liên Thiên Nga nữa quý vị. Nước sao bỏ đi muối hả? À bỏ muối rồi nha. Rồi bỏ rau chưa? Thịt sôi. Cái bếp người ta cháy rần rần vậy vậy cái đứng quạt để cho nó cháy thêm. Có chuyện là bữa nay làm cái món này nó đơn giản lắm quý vị, cho nên là đầu bếp chính không có chuyện để làm đứng quạt vậy đó. Đầu bếp chính đối với em chị Tú lúc nào cũng là đầu bếp chính. Niêm nếm các kiểu rồi. Đầu bếp đại chính rồi về hưu đi lên trước làm giỏng hay gì rồi. Đây, nước sôi hừng hực quý vị ơi. Bỏ rau vô luộc. Cái nước luộc rau đã bỏ bát lúc nãy bỏ một tí muối vô rồi cho cái rau nó xanh nó đẹp. Lấy quý cái đồ bị đen. Đó mấy bó luôn mà lật ra còn nhiêu đó đó. Nhà có nuôi gà nên bỏ ra đó cho gà ăn. Không có phí phạm cái chi hết đó nè. Tôi còn lấy nước này nấu mì tôm ăn không? Rồi sáng tôi ăn mì tôm rồi. Ai cũng ăn rồi, có mình em mình nhịn đói. Để chờ cái này chín em mới ăn. Cái gì vậy trời? Mụ lần tôi mở miệng ra ai cũng nhìn, giờ tôi mở miệng ra ai cũng ho là làm sao? Trời, vậy thôi hả? Răng Liên Hiệp Quốc sao ăn? Ho sao lại nói gì? À quên, xin lỗi. Quên mất. Rồi bỏ lứa còn lại nữa vô. Chào mấy muôn 1.5 tỷ tôi đem ra tôi. Để đâu? 1.5 tỷ mấy bạn đừng có nói mình nổ nghe. 1.5 tỷ là 15.000 á. Đây. Giờ siêu đầu bếp sẽ chuẩn bị xào nha quý vị. Giờ bỏ tỏi vô khử trước cho nó vàng. Trứng vậy trứng chưa chị Tú? Rồi về chị Tú rảnh không? Lấy cho chị Quý cái áo mưa chị mặc đây. Đó, ở chú sao mà ơi. Nhìn mình hổ lớn vậy. Banh mặt luôn á. Lửa hơi nhiều. Đầu bếp người ta lửa nhiều. Đúng rồi. Đầu bếp người ta nấu ăn á, đưa cái chảo lên người ta. Chảo. Ừ.
người ta lắc 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 một cái nghe cái lửa nó bay bay cái bay lên cái chảo luôn quý vị. Chị Quý làm được không? Đồ ăn còn gì đâu. Ôi thơm ghê. Đó. Đó. Xèo 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 xèo. Củ này khô quá trời luôn, trái đã luôn. Chương trình này còn bún riêu ngày mới lại tài trợ. Thôi ơi, bởi vậy có chị xuống ghê không? Ai em cũng muốn nhận làm chị hết trơn. Chúng ta là tài trợ. Rồi, Siro Bip sẽ đổ trao cho nghe quý vị. Thôi ơi, nó thơm. Lạnh lùng. Từ từ thôi Tú ơi, bớt bớt. Ủa thơm mấy Tú. Ăn rau muống có lợi cho sức khỏe nghe quý vị. Chống được bệnh tật. Chống bệnh gì chị Tú? Nhiều chất rồi, có nhiều. Em biết rồi quý vị. À. Tao món hả? Chị đừng có nói vậy. Cái này là món gì? À, rau muống dược đại dương, rồng rồng dược đại dương. Cái gì Tú? Cái gì? Chị quên tư rồi. Rồng dược đại dương đẻ trứng. Sao đẻ trứng là sao? Rồng bây giờ dược bây giờ đẻ trứng. À, trứng nằm bên kia luôn quý vị. Đó, giờ mình hốt cả rồng cả trứng luôn quý vị. Nó chín chín chưa Tú? Đây tôi đổ đây, tôi đang thử đây, tôi thử đây, tôi đứng chín chưa? Tôi đang cầm đổ đó, đưa đổ kia. Đó, tôi gấp lên đây, nó chín chưa? Gấp chín không gấp rồi nó chín. Đó, chín rồi. Cái rau muống này là nó trị được cái bệnh là khó gửi tình yêu vào đất nha quý vị. Đó, mình gửi tình yêu đất không được là ăn cái này. Không, chín rồi. Ở lòng đào ăn ngon rồi, nhắc xuống đi. Lòng đào hả? Là có gì nó hồng hồng, nó dẻo dẻo phải không? Ừ, nay chơi hồng đào luôn. Đó, cứ hảo lên vui gieo clip là nó nho. Bởi vậy. Rồi, món này làm nhanh quá ha. Thơm nước mũi luôn quý vị ơi. Chưa làm nước tương hả? Rồi, xin được biết chuẩn bị làm nước tương rồi mình dọn cơm lên mình ăn luôn. Này chín rồi sao dọn bớt xuống ha, sao? À, để đây cho nó héo luôn. Đó, để lên. Tú tú. Để nó vừa ăn vừa gấp. Nước tương bỏ miếng mật ngọt. Miếng chích xíu đường thôi nha. Vâng. Chứ ăn nhiều quá là bệnh tiểu đường hay gì cái phân cái nói bệnh nữa. Đã em nói rồi, tiểu đường có cách trị mà. Dễ, dạ. Mình đuổi nó là nó đuổi nó đi chỗ khác là nó không tiểu đường nữa. Có hủ chao còn dư kìa. Còn dư rất là nhiều. Mình hy vọng là lần sau căn bếp vui vẻ sẽ làm món gà hấp chao nha. Quý vị đây có keo chao sẵn, tôi có con gà sẵn. Tôi sẽ đem con gà vô bán cho quý vị nha. Gà chắc nó chết rồi. Bậy. Tú lột trứng xong rồi chuẩn bị lên gọi bác gái nói là mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi nha. Mời má xuống ăn cơm. À, mẹ ơi, cái bông này không giục đi, để làm chi mẹ? Ủa? Gì đây con Tú? Con này nó vừa đẻ xong. Rồi nó mắc gì á, nó mới rặn lâu quá. Nó dài phải không? Nó ngắt lại cái đấy nữa phải không? Ờ. Nó đang suy nghĩ cái trứng đó là con trai hay con gái. Nhưng kết quả được sai lầm. Đó, cái chảo này rất là hấp dẫn luôn quý vị. Đó, tôi xin phép ăn nửa chảo thôi. Tôi nói chơi vậy thôi chứ đừng nghĩ tôi ham ăn ngang, tôi ăn không có nhiều hết trơn hết trời á. Đây, đây là cái trứng hột vịt màu xanh nè các bạn. Bước đó. Đó, nó tróc ngầu quá hay ba. Dạ. Ngon ghê không? Vậy mà giá nó hột vịt cuối không? Con thấy nó xanh quá mà. Hột vịt đó nãy mình quên trộn. Trộn Kỳ Kỳ đừng có nắm áo cô, Kỳ Kỳ nó lắc. Trộn gì lắc nhỉ? Cái trứng mà mình trộn đều á bác, cái trồng đỏ nó không có bị nghiêng một bên. Ừ. Mà nãy mình quên. Ngoài cái lịch sử trong cái cuốn lịch sử của riêng của Bến Tre á là có địa danh Gò Tranh, trận chiến Gò Tranh. Máy bay rồi là, đó, rớt dạ, nhóc vậy đó. Là máy bay Mỹ là nó rớt một đống luôn á.
là mà người ta ra ngoài người ta cắt người ta lấy mấy hôm nay nè lấy đồ kia đồ cũng như sử dụng đồ dạ cái nào lấy được người ta lấy phải không? Hồi đó là con nghe nói hả chết đó hả là phải chất đóng luôn, chất đóng mà phải đào hố chôn tập thể vừa vừa ta vừa vừa Mỹ luôn á, chung chung luôn dạ. Còn cái khi mà chôn ở trên cái nghĩa trang trên con á nó đặt nghẹt rồi là mới bắt đầu chôn tập thể. Hồi té nè. Có hồi đó ha. Mang dép chạy là trơn té. Đi kia đi đường đó là ma. Dạ đúng rồi. Dám đi á đúng. Dạ. Đi hai con người vậy. Mà giờ á lộ đến đất rồi đây. Đó bây giờ đầu viên chính sẽ gấp đâu muốn ra, gấp đại nhiều nhiều á chị, khỏi gấp nữa thì mình cũng ăn cho hết chứ đâu có ai, phải không? Gấp đầy luôn. Có nè. Dạ. Gấp hết luôn đi. Người Việt Nam nữa rồi, chừa vậy đó. Chừa vậy ăn. Đó. Đó. Bị có ăn cơm chưa? Uống bữa cơm nữa. Kì. Đây. Quen rồi đó. Rau muống xào chao trứng nước tương, nước tương này làm nghe quý vị chứ không phải để không, nó không nước tương làm tao không làm không phải mình giờ làm chế biến ra dạ chứ đừng nước tương làm, nước tương không làm có cái câu nào mà em nói ra chị đừng có xỏ em được không chú ý đó thấy không mai món này quý là bỏ là ngon vậy dạ ngon. Nhớ ngồi chờ con với con quay phim chứ con cũng ăn cơm nha. Em chờ ăn còn ngốc rồi. Đó. À. Đó. Cái này cái gì cũng nhà hết nè. Đó, rau muống xào chao. Hủ chao còn miếng còn còn hơi nhiều á, nữa làm gà gà hấp cháo chị Quý. Gà nước chao đi. Gà nước chao à? Dạ, em có con gà cà để em đem ra em bán. Em hụng gà. Thôi khỏi đi, đi bán khỏi gà chợ mua. Không, gà em gà vườn rồi, gà chợ hên xui nha chị. Đó. Gà con ăn bỏ hỏng ăn hết trơn. Dạ. Ăn giờ ăn đồ Trung Quốc. Ngon, 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 ngon ha. Thấy chưa, ngon thiệt á chứ không phải là ngon giả đâu. Dạ. Bữa nay có cháu của bác, cháu của mẹ chị Quý về chơi. Năm với Quý là ông nội, hỏi ông nội. Dạ. Em họ. Nó mà ngồi gật đầu con mỏng nó được tự nhiên mà ăn hoài mày. Ngon thì mình ăn. À, em họ chị Quý không giống chị Quý gì. Giống thì mệt à. Không có mình nói cái tính á, hơi mắc cỡ, ngại ngùng. Mắc ăn á. Ăn lên bàn ăn mà ngồi làm thinh là mình hiểu rồi đó. Không phải mắc cỡ. Mà ăn nhiều. Đó. Nữa thôi, giờ bác múc cho miếng ở đây. Ăn tự nhiên đi. Dạ. Đang đói mà. Nhìn nó biết tự nhiên rồi. Về đang khỏi. Về khỏi ăn cơm nữa. Về chơi, để cái này cũng về ăn cơm. Thôi, cái bụng đang ăn thịt xác nữa. Không, thịt xác đâu có nhiêu trứng đâu chị. Phải không? Có mấy trứng à. Cái bụng em là vô biên luôn mà. Phải không? Vậy con đón vậy thôi. Đón gần mấy ấy. Bao tử của ông này chắc nó giãn nhiều lắm. Ông Hỷ. Chiều tôm nướng không? Chiều tôm có nướng không? À, mà nghĩ lại nữa. Tôm nướng hả bác? Trời ơi, tôm ở đâu bác? Tôm đi mò hả? Không có, đâu biết mò có hay không? Bác nói vậy rồi, chết rồi. Rồi, chiều nay hẻo là đổi chạy bác là bác phải đi mua tôm bắt đãi tụi con đó. Có má Quý mua một tí mỡ luôn. Dạ, trời ơi, má chị Quý giống như má con vậy đó. Má mua một tí mỡ. Dạ. Coi chiều nay không có, về đây nướng. Bác! Bác, vậy chiều con quay đi mò xong cái ra bác hả? Nước tương kẹo quá trời luôn em. Này nước tương bà ri nè. Nhức nách. Rồi người chế biến ra mới ngon hả? Do người làm đúng không? Do cái người làm cho nước tương nó ngon hơn đúng không? Đúng rồi. Bốn cục trong đó có một cục của tôi nha quý vị. Sao nó tưng lên này nè. Nhưng mà nó lấy cái con dao bự đó chị Quý. Mà xin đi. Họ lấy con dao bự đó, vào cái cục đất đó để hồi bàn cho. Lấy xuống nó dập cho mấy. Cái thịt tưng ở đây băng bột. Chị băng chị Quý đâu có lội được chị Quý. Hả? Lội bình thường. Được không? Lội là xin nó dễ dừng. Quýt đường nha quý vị, quýt nhà. Nhà đúng người ta. Chị chính tại trại qua đi vườn đó, hãy chính tại trại như còn chữa. Dạ con ăn. Con tôi không có ăn, tôi ăn đồ ăn à. Ông ăn cơm đi.
Ai cũng nói bên Úc cũng vậy nữa, rau bún này mắc dữ lắm á. Vô mùa rồi.